Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh xin giới thiệu tới quý vị đang theo dõi kênh một cái dự án vô cùng mới. Với những cái dự án này thì đây chính là cái đường ngõ trước nhà mọi người ạ. Ô tô có thể đi qua, ngõ thông và thiết kế của ngôi nhà vô cùng hợp lý cũng như là thiết kế rất là độc đáo. Đây mọi người có thể nhìn sơ qua cái phần mặt tiền của ngôi nhà. Ở đây Ngọc Anh đứng ở đây là có 3 căn mặt tiền này rất là đẹp. Thì ở đây giá chào bán căn thấp nhất là 2.500.000 đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên. Ngọc Anh sẽ quay căn này gửi tới quý vị và cái giá chào bán căn nhà này là 2.800.000 đồng, sổ đỏ đầy đủ, bàn giao nhà luôn, hướng nhà Tây Bắc với diện tích là 37m², thiết kế và 4 tầng. Với cái căn nhà này thì phần hoàn thiện mặt ngoài đã gần như là xong hết rồi. Toàn bộ phần hoàn thiện mặt ngoài, cửa thiết kế chính là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính gỗ. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Như Ngọc Anh vừa chia sẻ, thiết kế rất là độc đáo. Đó, ở đây thiết kế cái gác lửng ở trên phía tầng 2. Đây mọi người có thể nhìn thực tế giúp em ở đây rất là rộng, một cái không gian vô cùng rộng ở trong cái vị trí căn nhà. Phần hoàn thiện của ngôi nhà gần như là cũng đã được xong hết, chỉ việc dọn đồ về và có thể ở ngay. Sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn nhà này thiết kế vô cùng rộng. Đó, phần tầng 1 ngoài đang đứng đây là phần để xe máy. Đây, và đây mọi người có thể nhìn thấy cái trần lên này, khoảng không giữa cái phía tầng 1 và phía tầng 2 đây rất là thoáng. Đây, tay vịn cầu thang, wow, đây mọi người có thể nhìn nhá. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà đây, thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà thì đây là phần phòng bếp. Với không gian phòng bếp rất thoáng mọi người nha, cửa sổ thông thoáng trước sau nữa đây này. Đó, phần tủ bếp hoàn thiện xong đầy đủ hết rồi, chỉ việc dọn đồ về và ở. Đó, tủ gỗ đây là tủ gỗ công nghiệp. Mặt bếp thì là ốp đá đen granite và chậu bếp được cũng như là phụ kiện bếp đi kèm thiết kế đầy đủ. Xong hết rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này chỉ việc dọn đồ về. Ngọc Anh xin chia sẻ đây, quý vị có thể nhìn thực tế cái ô tô ngay trước cửa nhà. Với cái căn nhà này thì ô tô có thể đi qua, ngõ thông, đường rộng. Vị trí là thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí căn nhà này xung quanh, nó gần với trường đại học Phenica, gần với lại ngã tư Tố Hữu Lê Trọng Tấn, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Nói chung với căn nhà này thì vị trí của nó khá là ổn, xung quanh dân cư vô cùng đông đúc, gần với trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2 Yên Nghĩa, gần với chợ dân sinh, đường thực tế, nhà thực tế, diện tích, đường xá, hướng ngõ review rất cụ thể rồi. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh nhỏ ở phía dưới tầng 1 đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Sau đây mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế theo một cái phong cách vô cùng hiện đại. Đó, đó chính là để cái phần phòng khách ở trên phía tầng 2. Đấy, như quý vị nhìn thực tế luôn, sàn gỗ công nghiệp được lắp đặt đầy đủ. Đấy, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên trong. Bên trong nó là mặt ngõ mọi người ạ, cho nên là cái ngõ này cũng vậy, mở cửa ra là thoải mái luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Nhìn từ phía tầng 2 này mà xuống về phía tầng 1 đây, mọi người có thể nhìn thấy vô cùng thoáng. Đó, hướng nhà là hướng Tây Bắc. Phần phòng khách này cũng khá là rộng. Này, thanh lam ngăn cách giữa phần cầu thang và phía phần phòng khách cũng vô cùng hợp lý đấy mọi người ạ. Và mời theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Đây là tầng 3 rồi, thì với cái phần tầng 3 của ngôi nhà thiết kế hai phòng ngủ rộng hai bên. Mời người theo em vào cái căn phòng ngủ đầu tiên ở phía bên ngoài, hướng ra phía mặt ngõ. Đây, ánh sáng ngập tràn vào trong ngôi nhà, được lắp sàn gỗ này, hệ thống trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng. Tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu trắng mọi người ạ. Đó, cửa thông phòng toàn bộ thiết kế là cửa gỗ lim rất là chắc chắn. Nói chung với cái vị trí này thì giao thông đi lại rất là thuận tiện, nó gần với lại trường Phenica, nó cách với trường đại học Phenica khoảng tầm 3 km thôi, cách với lại khu đô thị Đô Nghĩa nó khoảng tầm 2,2 km. Đó, nhà vệ sinh ở giữa hai phòng ngủ đây mọi người này, hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo, gương tắm đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị theo cái tầng 2 này. Đây là phòng ngủ phía bên trong của tầng 3. Đây, cũng cửa sổ rất thông thoáng mọi người ạ. Đó,
Ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa của tất cả các phòng đều được lắp đặt đầy đủ cửa thông phòng đây. Và mời cô theo em lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà nhá. Với tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 3. Như vậy bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà, căn nhà này có 4 phòng ngủ riêng biệt mọi người ạ. Đó. Phòng nào cũng được thiết kế rất là vuông vắn, sàn gỗ. Và căn nhà này thì gần như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, mới dọn vệ sinh công nghiệp xong cho nên là Ngọc Ánh đến quay luôn để gửi tới quý vị. Ở cái cụm dự án này thì có căn thấp nhất đó là 2 tỷ 500 triệu đồng. Ngoài ra có một căn nhà 45 mét vuông ở phía sau của căn nhà này mọi người ạ, với cái diện tích rất là rộng. Căn nhà đấy thì giá chào bán là 2 tỷ 750 triệu đồng. Để video sau Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới mọi người nha. Còn trong video này thì Ngọc Ánh sẽ chỉ nói về căn nhà này thôi. Đó. Đây, cửa thông phòng tất cả các phòng. Như vậy, lên trên phía tầng 4 đã có 4 phòng ngủ riêng biệt. Tầng 1 thiết kế phòng bếp, phần để xe. Phòng vệ sinh ở phía tầng 4 đây ạ. Đây. Đầy đủ hệ thống bồn cầu, sen tắm. Bình nóng lạnh được lắp rồi mọi người nhá. Chủ đầu tư lắp cho mình bình nóng lạnh ở đây này. Quạt hút mùi này. Lavabo bàn đá. Nói chung thiết kế rất là chỉn chu. Tiếp theo mời mọi người theo em lên trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà, tầng 5 của ngôi nhà nha. Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực tầng 5. Và tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là một cái khu vực để máy giặt riêng mọi người nha. Đây, sàn thoát nước, nước là ổ điện. Đây là cái phần phòng thờ của ngôi nhà, phòng thờ riêng biệt. Đó. Riêng phần phòng thờ thì không lát sàn gỗ mà là lát gạch mọi người nha. Và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là phần sân phơi. Đây, sân phơi rất là rộng, sân phơi vô cùng thoáng luôn. Đó mọi người ơi, đây đi ra tới đây là biết rồi. Nói chung ở đây, vị trí này dân cư rất là đông đúc, đi lại thuận tiện, gần với lại những cái tiện ích sinh hoạt. Nói chung là nếu như quý vị nào mà đang làm ở cái khu vực quận Hà Đông thì căn nhà này nói thật luôn là quá ổn. Và mọi người muốn tìm hiểu và liên lạc với em để có thể biết thêm thông tin tư vấn thì liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. 0983013403 hoặc 0888011414. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.